Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để bật cái tính năng hội viên ở trong kênh YouTube của bạn, để bạn có thể kiếm được thêm tiền từ YouTube ngoài cái việc mà bạn kiếm tiền từ quảng cáo rồi từ các cái tài trợ các thứ. Thực ra mình thấy cái tính năng này nó hay ở chỗ là bạn có thêm một cái nguồn thu từ kênh YouTube. Nếu như mà kênh của bạn không được nhiều view ấy, mà chỉ được tức là khoảng tầm vài nghìn subscriber thôi ấy, thì bạn vẫn có thể kiếm được tiền từ YouTube, từ những fan hâm mộ mà thực sự đã sẵn sàng trả tiền cho bạn nhé. Chứ còn mấy fan kiểu free hoặc là chỉ ủng hộ mồm thôi thì chắc là bạn không kiếm được tiền. Để mà cài đặt cái tính năng này ấy, thì kênh YouTube của bạn phải có mấy cái điều kiện cơ bản. Thứ nhất là điều kiện một là bạn phải đủ cái số người đăng ký là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem, và bạn phải được YouTube chấp nhận là đối tác để kiếm tiền ấy. Tức là kênh của bạn phải được bật quảng cáo. Cái thứ hai nữa là các bạn phải không có các cái video dành cho trẻ em, rồi là không vi phạm các nguyên tắc cộng đồng, với lại không có các cái video bị kiện về mặt bản quyền. Đấy, những cái video loại đấy thì sẽ không được bật cái tính năng này. Đấy, thế còn đơn giản thôi, cứ 1.000 người đăng ký và có bật kiếm tiền là các bạn có thể bật được. Đây ví dụ cái kênh của mình là có 4.750 người đăng ký kênh e-learning supporter này, mình đã bật rồi. Thì khi mà mình bật rồi ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái nút ở bên cạnh này, tùy vào cài đặt ngôn ngữ của bạn thì nó sẽ có cái nút là tham gia hoặc là join nhé. Ví dụ khi mà bạn kích vào cái nút tham gia ấy, thì nó sẽ show ra cho các bạn, nó sẽ hiện ra thứ nhất là logo này, sau đấy là các cái tham gia các cái kênh này để được đặc quyền. Thế ở đây mình cài mấy cái này vui vui thôi, chứ còn Việt Nam mình thì làm gì có ai mà bỏ ra 100.000 một tháng để gọi là trở thành thành viên của kênh của mình, đúng không? Ví dụ fan hâm mộ bình thường thì 100.000 một tháng, fan cứng 150.000 đồng một tháng, còn fan siêu cứng thì 200.000 một tháng. Thì mỗi một cái cấp độ này ấy, thì bạn có thể tạo được nhiều cấp độ nhé, nhiều cấp độ khác nhau. Thế và mỗi cái cấp độ thì bạn sẽ tạo ra một cái yêu cầu, một cái mức phí hội viên gọi là tối thiểu để bạn duy trì. Thế còn tất cả cái doanh thu này bạn thu được từ đây ấy, thì bạn sẽ phải trả cho YouTube là 30%, bạn chỉ được khoảng 70% doanh thu thôi. Tức là bạn hưởng được 70%, ví dụ fan sẵn sàng trả cho bạn 100.000 đồng một tháng thì bạn chỉ hưởng được là 70.000 thôi. Ngoài ra bạn còn phải nộp thuế các thứ cho nhà nước nếu như mà có. Đó. Thì khi mà bạn kích vào đây, bạn kích vào nút tham gia, thì mỗi một cái cấp độ này ấy, thì các bạn sẽ cài đặt các cái ưu đãi khác nhau. Ví dụ như là có cái biểu tượng chat, khi chat thì nó sẽ có cái biểu tượng riêng này, bạn có thể upload cái biểu tượng riêng của bạn này, xong rồi có livestream cho hội viên xem này, hoặc là bạn sẽ hưởng discount từ cái phần mua trên cái merch, tức là cái quầy hàng ở trên YouTube ấy. Nói chung là mấy cái cài đặt này thì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà trước khi mà các bạn làm cái bật cái tính năng hội viên này thì các bạn cũng nên xem xét là nếu như mà mình bật cái tính năng này khi hội viên người ta tham gia ấy, thì mình sẽ cung cấp được cái gì cho người ta, có cái gì đặc biệt hơn so với lại những cái video YouTube mà người ta xem bình thường. Có thể được xem sớm hơn này, rồi được livestream riêng và nhóm riêng này, kết nối trên mạng xã hội này nọ này. Nói chung là như thế. Nếu như bạn có cái gì đặc biệt. Thế còn mình thì mình nghĩ là mình bật chơi chơi thôi, chứ còn mình sẽ chỉ offer thêm vài thứ thôi, chứ ví dụ như là review kênh YouTube, hoặc là đưa ra những cái lời khuyên một, hay là có mấy cái mà training cho các bạn ở trong cái group đấy thôi. Nhưng mà đây nếu mà nghiêm túc, nếu bạn là thích cái này thì mình sẽ sửa lại cái chi phí hội viên này các thứ cho nó phù hợp, ví dụ 10.000, 20.000 hoặc 30.000 chẳng hạn một tháng ấy, thì nó sẽ phù hợp với nhiều người hơn. Chứ còn đây là mình cài chơi thôi, đâu mà mình để như này. Đây là kênh tiếng Việt của mình nhé. Thế còn bây giờ mình sẽ thực hành hướng dẫn các bạn cài ở trên kênh tiếng Anh. Bởi vì kênh tiếng Anh thì mình chưa bật, mình muốn bật thì mình sẽ làm cái hướng dẫn này để cho các bạn, đó là mình chưa bật. Ok, bây giờ mình sẽ tắt đi. Thì điều kiện đơn giản nhé. Đầu tiên là các bạn vào YouTube này, các bạn đi đến cái kênh của bạn nhé. Đến cái kênh của bạn, sau đấy bạn kích vào cái biểu tượng này, biểu tượng góc trên cùng, biểu tượng góc kênh này. Kích vào kênh, sau đấy các bạn đi đến cái phần YouTube Studio nhé. Đây mình chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt rồi nhưng nó vẫn là YouTube Studio. Bạn kích vào YouTube Studio này. Ok, mình đợi tí. Mình tắt mấy cái này đi.
đợi tắt luôn Filmora đi, tại vì mình đang hướng dẫn các bạn khác làm Filmora. No. À, đây nhá, đây là trong YouTube Studio của bạn này. Thì bạn sẽ đi vào phần kiếm tiền, kiếm tiền ở bên tay trái này. Ở trên website hoặc là trên điện thoại thì cũng như vậy thôi. Ở phần kiếm tiền này, như các bạn nhìn thấy này, thứ nhất là mình đã bật kiếm tiền kênh của mình rồi nhá. Đây mình có tài khoản các thứ đây chạy đây rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ đi vào cái phần hội viên nhá. Hàng hóa thì các bạn phải đạt 10.000 subscriber cơ thì bạn mới được bật. Như mình cũng đang bật cái phần hàng hóa. Bạn kích vào cái phần hội viên. Thì để mà kích hoạt cái phần hội viên này, nó sẽ có điều kiện. Ở đây người ta thông báo là ok, bạn đã đủ điều kiện các thứ rồi, đã hoàn tất mà, tức là đã hoàn tất là 0%, tức là bạn chưa bật. Đây là mình chưa bật nhé. Thì, bạn đã đạt được 1.000 người xem 4.000 giờ và 1.000 người subscribe 4.000 giờ xem và đã được YouTube chấp nhận kiếm tiền ấy, thì bạn sẽ đủ điều kiện để bạn bật. Khi bạn bật ấy, thì bạn sẽ phải thiết lập một số cái thiết lập. Đây 3-4 cái thiết lập. Bây giờ mình sẽ làm thiết lập từ từ để cho các bạn theo từng bước. Tất cả cái này đơn giản thôi. Đầu tiên ấy là bạn thiết lập ưu đãi dành cho hội viên. Ưu đãi là các cấp độ đấy, các fan này, fan cứng này, fan mềm này, các thứ này. Thì bạn kích vào nút bắt đầu. Mình sẽ kích vào nút bắt đầu cho các bạn xem. Ở đây ok. Tức là bây giờ này chọn một bản mẫu này, sau tùy chỉnh ưu đãi và gửi để xem xét. Tức là ba cái này. Thì đầu tiên ấy là bạn chọn một bản mẫu đây, có một cấp độ hay là ba cấp độ hoặc bốn cấp độ, hoặc là các bạn có thể thiết lập từ đầu. Thì đây bây giờ mình có thể chọn bản mẫu là ba cấp độ, ví dụ fan này, fan cứng này và fan siêu cứng, đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn là ba cấp độ. Đó, thì mình chọn vào đây. Sau đấy mình sẽ nhấn vào tiếp theo. Tức là cấp độ 1 này chưa có tên, cấp độ 2 chưa có tên, đúng không? Cấp độ 3 chưa có tên. Bây giờ mình sẽ ấn vào tiếp theo đã. Tiếp. Đó, đây bây giờ cấp độ 1, đây mình sẽ chỉnh cho cấp độ 1. Cấp độ 1 của đây là kênh của mình, kênh nước ngoài mà, đâm ra 30.000 thì nó chả đáng bao nhiêu. Nên mình sẽ đặt vào khoảng tầm 3 đô đi. 3 đô, 3 đô, 6 đô và 9 đô, đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa cái cấp độ 1. Đây tên. Cái tên cấp độ 1 là fan. Đó, đúng không? Fan thôi. Đấy, giá mỗi tháng này thêm Việt Nam đồng, mình sẽ chỉnh nó là 3 đô sẽ rơi vào khoảng tầm 60.000. Đó, đặc quyền là huy hiệu. Đây đặc quyền là các cái đặc quyền này, huy hiệu người hâm mộ trung thành này, biểu tượng cảm xúc này, hoặc là các bạn có thể thêm đặc quyền nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ nhấn vào xong, sau đó cấp độ 1 xong, đây là fan mỗi tháng là 60.000. Đấy, cấp độ 1 xong. Bây giờ cấp độ 2 mình sẽ chỉnh sửa tiếp, cấp độ 2. Tức là mình từ 3 đô đúng không? Đây là fan này đến super fan, đúng không? Đó. Tức là fan cứng, đúng không? Fan cứng thế sau mình sẽ chọn cái này. Ví dụ từ lúc nãy là 60.000 rồi đúng không? Phổ biến là 60.000, bây giờ mình sẽ chọn là 100.000. 100.000 khoảng tầm 4 đô rưỡi đấy. Tại vì kênh nước ngoài mà. Xong rồi đặc quyền, nó cho có cái đặc quyền này. Thực ra những cái đặc quyền này ấy, thì các bạn có thể thêm hoặc sửa các thứ thì ok. Thì là mình cứ để đây ok. Tí nữa lúc làm xong mình sẽ vào mình chỉnh sửa sau. Đấy, xong rồi kích vào xong. Đấy, thế còn đây là cấp độ fan và super fan. Và đến cái cấp độ 3 là super fan gì đấy, đúng không? Thì mình cũng chỉnh sửa. Tức là nó chỉnh sửa đặt nó một cái tên nữa là đặt tên nó là gì không biết. power fan, đúng không? Power fan. Rồi ok, kệ nó. Lúc nãy là 100.000, bây giờ mình sẽ đặt cho nó là 150.000. Đó, ok, 150.000 còn 6 đô thôi. Nước ngoài thì 6 đô là bình thường. Nó sẽ bao gồm tất cả nhé. Bạn nhớ là có 3 cấp độ, cấp độ 1, 2, 3. Thì cái cấp độ cuối cùng là cấp độ 3. Nó sẽ bao gồm tất cả các đặc quyền của cấp độ 1 và cấp độ 2, cộng thêm một số cái. Thì đây, các bạn có thể thêm ở đây. Ví dụ bạn muốn làm gì, bạn thêm đặc quyền đây, hoặc bạn xóa đặc quyền đi ở đây. Ok, đó, theo bắt đầu ấn vào xong. Như thế này là cái phần cấp độ đã ok rồi. Thế còn bạn có thể thêm cấp độ ở đây nhé. Thêm cấp độ 4, cấp độ 4 là cấp độ khủng khiếp nữa. Để bạn trả ra 1 triệu tháng hay là mấy trăm nghìn đấy. Nhưng mà chắc là chả ai trả đâu. Đập 3 cấp độ thôi. Ok, ấn vào tiếp theo. Đó. Đây, tiếp theo vào đâu gửi để xem xét. Trước khi bạn gửi để xem xét ấy, thì bạn phải đồng ý với cái điều khoản. Thì đây, bạn sẽ đồng ý này. Tôi hiểu rằng sau khi YouTube chấp nhận xem xét và chấp nhận ưu đãi của tôi không thể thay đổi giá. Để đưa ra giá mới, tôi tạo giá mới và xóa các cái này, hiệu viên đó không còn là hội viên nữa. Ok, các bạn nhấn vào nút đồng ý này. Check nút này, sau đấy bạn sẽ gửi để xem xét. Đó là bước 1, đúng không? Sau đấy là nó sẽ đưa cho các bạn một cái thỏa thuận. Cái này các bạn phải kéo xuống dưới này. Đấy, kéo xuống dưới rồi sau và đồng ý, đúng không? Đồng ý với các ưu đãi, tên
tên, họ và tên bắt buộc đúng không? Tên của tôi là Nguyễn Đoàn Thuận. Ok. À, đây là địa chỉ email. Đây, tôi nhập vào địa chỉ email. Ok, tên công ty của bạn đúng không? Jackie Nguyễn. Ok. Đấy, mấy cái này thôi. Đấy là kênh YouTube của bạn với tên các bạn của bạn như nào. Đấy, tí mình sẽ làm mờ những cái này đi để các bạn không nhìn thấy. Đây, gửi để xem xét. Đó, thứ nhất là gửi. Ok, gửi để xem xét. Đó là xong cái bước thiết lập fan, fan trung thành, fan cứng các kiểu đúng không? Đây, đó đã sẽ ra cái này. Đang xem xét là thiết lập ưu đãi dành cho hội viên. Thế cái bước thiết lập tiếp theo là các bạn phải tải huy hiệu. Hiểu các bạn? À, tải huy hiệu và cảm xúc lên, tức là huy hiệu tức là những cái mà đặc biệt ấy, chỉ fan của bạn có thôi. Tức là nếu bạn là fan, bạn bình luận hay gì ấy, thì là nó sẽ hiện lên cái biểu tượng đặc biệt. À, mình cũng kích vào bắt đầu. Đó. Ở đây bắt đầu nhé. Thực ra ở đây ấy, thì khi mà bạn có thể tải huy hiệu của bạn này, hoặc là các bạn có thể dùng các cái huy hiệu mặc định của YouTube. Ở đây bước này mình hướng dẫn các bạn, đâm ra mình sẽ chỉ dùng cái huy hiệu mặc định thôi. Còn nếu như bạn tải các cái huy hiệu, tức là bạn tạo ra các cái huy hiệu, các biểu tượng ấy, thì bạn phải nhớ đây, hỗ trợ là các cái loại file nào họ hỗ trợ, và độ phân giải tối thiểu bao nhiêu, kích thước dưới 1 MB nhé, thì các bạn phải chọn vào đây. Còn đây, nếu như mà các bạn có thêm mấy cái cấp độ thành viên, sau 1 tháng thì bạn có cái hình ảnh gì, sau mấy tháng thì có hình ảnh gì, đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng huy hiệu mặc định của YouTube. Đây là các cái, đây hội viên mới thì có nút màu xanh này, sau 1 tháng thì màu xanh này, 2 tháng là màu vàng, còn sau 24 tháng tức là 2 năm thì sẽ có cái này. Thế sau các bạn nhấn vào tiếp. Đó. Như thế là xong. Và thứ hai nữa, biểu tượng cảm xúc. Biểu tượng cảm xúc thì cũng tương tự như cái phần kia. Đấy, các bạn có thể chọn các cái hình ảnh này. Đấy, chọn các cái hình ảnh cho các bạn thêm. Ví dụ chọn một cái hình ảnh đặt tên cho biểu tượng cảm xúc này là bắt buộc. Ví dụ này, vui. Hoặc là happy. Like đi. Đặt tên là like này. Đấy, sau đó bạn chọn một cái hình ảnh. Nhá, hình ảnh thì bạn phải tạo sẵn đi. Bạn phải tạo sẵn và phải tuân thủ theo những cái này. Thế sau đấy là bạn chọn này. Đó, bây giờ mình chọn này. Đây, xong mình có cái biểu tượng đây, emoji đây. Ví dụ like này, like hai cái này đúng không? Thấy hay. Kích vào đây, chọn, sau chọn open. Đó, thế bây giờ là đã ok rồi. Nó ra là cái like này rồi, còn mấy cái khác này, ví dụ bạn không like hoặc là dislike hoặc là giận dỗi các thứ thì bạn chọn thêm ở đây. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ không chọn nữa. Mình để cho các bạn, nếu mà các bạn thích thì các bạn chọn, tí nữa lúc nào hướng dẫn xong mình sẽ vào mình tự tạo thêm. Đó, sau đó để các bạn ấn vào lưu. Đó, sau khi các bạn ấn lưu ấy thì là xong cái bước tải huy hiệu và cảm xúc lên. Thì các bạn, thực ra tất cả các bước này các bạn đều có thể chỉnh sửa được nhé. Nên cái bước hai bước tiếp theo, một là bạn thông báo tính năng hội viên bằng một cái video, hoặc là các bạn tạo một cái post trên community. Thì hai cái này thì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là về cái thông báo về tính năng hội viên, thường ấy người ta sẽ làm một cái video thông báo về tính năng hội viên. Ví dụ chào các bạn, tính năng hội viên ở kênh của mình đã được bật rồi, các bạn đăng ký đi, các bạn được cái gì cái gì. Nhưng mà nếu mà bạn lười thì thôi, bạn chả cần làm được. Đây, ví dụ này, thông báo này, các bạn kích vào nút bắt đầu. Đó, bắt đầu. Sau đó các bạn tải video lên công khai, rồi tất cả các thứ này linh tinh, nhưng mà người ta hướng dẫn ở đây thế này thôi. Bạn làm được và bạn không làm được, mình kích vào đây, xong. Xong, đúng không? Kích vào xong rồi quay lại. Thế thì là nó đã ok rồi, đúng không? Đấy, nó đã ghi là xong luôn, thông báo về tính năng hội viên đã hoàn tất. Thế là bạn không cần phải làm video, bạn cứ kích vào nó cũng ok ấy mà. Đến cái bước cuối cùng là đăng bài để chào mừng. Đăng bài là trên cái tab community của bạn thì nó rất là dễ. Đây, mình sẽ kích vào bắt đầu. Đó, bắt đầu, sau đấy là mình ghi đăng bài lên tab cộng đồng. Thực ra ấy, mình có thể làm video thì lâu, nhưng còn đăng bài thì mình dễ. Bây giờ mình sẽ kích vào đăng bài lên tab cộng đồng. Sau đấy cái tab cộng đồng thì mình sẽ ghi mấy câu. Đây. Trong đây nhá, đây là tab cộng đồng của mình này, thì mình sẽ ghi mấy câu là hello chẳng hạn này, hello my membership is activated, join now to get more benefit, đúng không? Benefit. Đó, thế này. Thế mình đăng cái này thôi, đăng cái mẫu gắn này thôi, nhấn vào đăng, ok. Đấy, xong rồi, đăng rồi. Thế là nó đã, mình bây giờ mình sẽ quay trở lại, đúng không? Quay trở lại, nó đã, bạn đã tạo thành công này các bài đăng dành cho hội viên. Đấy, thì mình kích vào xong.
Đó. Thế thôi, thế là xong rồi. Bây giờ bắt đầu là bạn đã hoàn tất 100%. Bây giờ mình kích vào bật là ok thôi. Bây giờ mình sẽ bật nhé. Đã phê duyệt này, lúc nãy là các cái fan các thứ bật này, phê duyệt này. Theo fan như nào là ok rồi. Bây giờ bước cuối cùng là bạn bật lên là kênh của bạn sẽ có chữ join ở đấy thôi. Bây giờ mình bật này. Đó. Bây giờ bật này, bạn có thể chào mừng những hội viên đến với kênh của mình, nút tham gia này. Ok, mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Đó, rồi, đã bắt đầu rồi, thêm đường liên kết vô, mô tả nhanh này. Đấy, tức là mình sẽ thêm đường liên kết các thứ vào phần phần mô tả. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay về lại cái kênh của mình nhá. Đây, Jackie Nguyễn đúng không? À, bật YouTube lên này. Đó. Đây, bật YouTube, đây là kênh YouTube này, à, kênh của bạn này. Nhá. Đây, đã xong rồi. Đã xong rồi, có cái nút tham gia rồi. Bây giờ khi mà bạn kích vào nút tham gia này ấy, thì nó sẽ hiện ra như này. Đó, tham gia kênh này 60.000 đồng một tháng này, fan này, super fan này, power fan này, có thêm các biểu tượng rồi là các thứ này. Thì tí nữa lúc nào mà ấy xong thì mình sẽ chỉnh sửa thêm cái này cho nó hấp dẫn để cho các ông nước ngoài ông ấy vào ông ấy ủng hộ kênh của mình. Đấy, đấy là làm thế nào để các bạn có thể thu kiếm thêm tiền từ cái tính năng hội viên trên YouTube. À, mình hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu như các bạn nào mà có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể liên hệ với mình hoặc là comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.